Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phạt công ty quảng cáo Provina 25 triệu đồng vì treo biển Coca-Cola mở lon Việt Nam trúng vàng mỗi ngày tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa nhưng không thông báo nội dung đến nhà chức trách. Biển quảng cáo này cũng gây mất mỹ quan và an toàn đô thị. Trước đó vào ngày 19 tháng 6, Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương ra soát yêu cầu Coca-Cola Việt Nam chỉnh sửa cụm từ mở lon Việt Nam trong các chương trình quảng cáo trên truyền hình và phương tiện khác cụm từ này được cho là thiếu thẩm mỹ không phù hợp thuần phong mỹ tục việt nam đồng thời không đảm bảo thông tin rõ ràng mặc dù các nhà ngôn ngữ học khẳng định cụm từ mở lon việt nam trong tiếng việt rất bình thường không vi phạm thuần phong mỹ tục sau đó coca cola việt nam đã đổi qua cụm từ mở lon việt nam thành cơ hội trúng vàng mỗi ngày trong các chương trình khuyến mãi sản phẩm trên truyền hình và các phương tiện quảng cáo khác